vị tài xế này đúng là phát tài, mua một tờ vé số không ngờ cũng trúng. Ông vui vẻ nghĩ hôm nay nhất định là ngày may mắn. Quả nhiên vừa ra đường khách liên tục gọi xe, khi tới nơi còn đưa thêm tiền cho ông không cần trả lại. Ông Kim càng nghĩ càng thấy yêu đời. Nào ngờ có một thanh niên tóc xoăn lên xe, vừa lên xe liền đề nghị ông chở mình cả ngày. Tuy rằng sắp hết ca làm việc, nhưng nghĩ tới khoản nợ, ông lão vui vẻ nhận lời. Vừa đi vừa khen thanh niên tướng mạo tốt, nhất định là một người tốt. Chàng trai cười nói cảm ơn. Ông Kim càng cảm thấy thanh niên này rất lịch sự. Lúc đi qua ngã tư suýt chút nữa va chạm với một xe máy. Chiếc xe máy kia quay lại lớn tiếng mắng mỏ, nhưng ông Kim là một người hiền lành, bị mắng thì sẽ cúi đầu nói xin lỗi. Chàng trai nói với ông Kim, xe mô tô là người phạm luật, đáng ra ông phải chửi lại chứ. Nhưng ông Kim lại cười nói không sao, chỉ cần không bị đụng xe là tốt rồi. Lúc xuống xe, chàng trai lại bo cho ông một ít. Ông Kim vui sướng vui như nở hoa. Nhưng lúc này hắn đột nhiên quay lại, hy vọng ông Kim có thể chở hắn đến bến cảng cách đó 400 cây. Vì đã sắp hết thời gian giao ca, ông Kim định từ chối. Nhưng thanh niên lại nói mình trả thêm tiền gấp 3 lần. Nói đến tiền, ông Kim lại rung động lần nữa. Nhìn cuốn sổ nợ, ông Kim nói bừa vậy thì tôi lấy 20 triệu. Nào ngờ số tiền lớn mà hắn lại đồng ý ngay. Ông Kim thật sự vui sướng, xem ra hôm nay may mắn của ông đúng là bùng nổ. Vài phút sau, Jin Suk mang một vali tới. Ông Kim chả hiểu sao chiếc vali nặng như một xác người. Thanh niên chỉ nói là đồ cá nhân quan trọng. Lên xe, ông Kim nói đùa anh là tội phạm bỏ trốn à? Tôi nhất định sẽ đưa anh đi nhanh không để bị bắt. Nếu như vậy chẳng phải ông là đồng phạm rồi sao? Nghe câu này ông Kim đã giật mình. Nhưng hắn ta bật cười nói chỉ đang đùa mà thôi. Ông Kim thở phào nhẹ nhõm bắt đầu di chuyển. Ven đường có hai tài xế đang đánh nhau. Ông Kim bảo một điều nhịn là chín điều lành. Không ngờ thanh niên bảo phải ra tay trước để chiếm ưu thế. Tốt nhất nên hạ gục đối phương. Ông Kim nói đùa rằng cậu có hơi máu lạnh. Không ngờ Jin Suk lại nói những lời thô tục. Hỏi ông Kim có phải muốn chết hay không. Tim của ông Kim lập tức treo lên cổ họng, e sợ thanh niên mất kiểm soát giết mình. Nào ngờ Jin Suk lại lễ phép trở lại, tôi chỉ nói lời thoại ở trong phim mà thôi, còn bảo ông Kim cũng nên luyện tập, nếu như bị người khác ức hiếp thì thử dùng đến. Thấy thanh niên khi thì nói đùa khi thì mặt lạnh, trong lòng ông Kim có dự cảm chẳng lành, trực giác cho thấy hắn ta có vẻ biến thái. Quả nhiên dự đoán của ông Kim không hề sai. Trên đường đi, thanh niên nói với ông Kim hồi trẻ hắn đi xe buýt, nhưng không may bị một tai nạn nghiêm trọng. Tai nạn khiến hạch hạnh nhân não bộ tổn thương, khiến hắn ta không biết cảm giác sợ hãi và đau đớn là gì. Ông Kim đột nhiên quay lại hét lớn dọa hắn. Quả nhiên mặt Jin Suk lạnh tanh, hắn còn lấy kim chọc vào tay mà không đau đớn, làm cho ông Kim sợ hãi đến mức thất thần, suýt chút nữa mà gây ra tai nạn. Tài xế xe tải mở cửa mắng chửi ông Kim. Jin Suk lạnh lùng nói nếu là hắn thì hắn sẽ giết cái tên tài xế đó. Còn nói rằng giết người không vô cùng đơn giản. Ông Kim bảo hắn đừng đùa nữa. Thanh niên lại nghiêm túc nói mình không hề đùa. Vừa nãy tôi cũng mới giết một người xong. Nghe câu này ông Kim toát mồ hôi hột. Trên đường đi, hai người xuống xe đi vệ sinh. Không may tài xế xe tải lúc nãy vô tình gặp lại. Thấy ông Kim hiền lành, hắn ta liền ra vẻ thách thức, còn giả vờ đánh cho ông Kim sợ hãi. Nhưng hắn ta chỉ trêu đùa một lát rồi rời đi. Cảnh này đã bị Jin Suk bên cạnh nhìn thấy. Đợi khi tài xế xe tải quay về xe, bất ngờ bị Jin Suk cầm dao tấn công vào cổ. Đòn chí mạng lập tức giết chết tài xế tội nghiệp kia. Ông Kim tới gõ cửa anh tài xế muốn xin lỗi cho qua chuyện. Nào biết bên trong anh ấy đã bị Jin Suk cho đi đời. Đập cửa mãi không được, ông Kim đành bỏ đi. Đồng nghiệp gọi điện nhắc nhở ông Kim phải cẩn thận, gần đây có rất nhiều hành khách điên rồ. Sau khi giết người xong, Jin Suk bình tĩnh ngồi vào ghế đằng trước, càng làm cho ông Kim thấy lo lắng hơn. Để đề phòng bất chắc, ông Kim bảo hắn trả tiền xe trước. Không ngờ hắn lại ngoan ngoãn đưa ra một nửa tiền xe. Thấy trên quần của Jin Suk có dính vết máu, ông Kim tò mò hỏi đó là gì. Jin Suk nói dối là ban nãy vừa bị đứt tay, nhưng ông biết vết máu rất mới, bắt đầu nghi ngờ có lẽ hắn vừa giết người thật. Lúc này Jin Suk kể về mối tình đầu của hắn tại trường. Cả hai bọn họ đều thích những chuyện xấu, trời sinh họ đúng là một cặp tâm giao. Nào ngờ một ngày cô ấy muốn cắt đứt quan hệ, nguyên nhân là cô ta đã yêu một chàng trai khác. Jin Suk không cam tâm tình chàng trai đó oán nhau, nhưng đối phương là học sinh năng khiếu thể dục. Kết quả Jin Suk bị oán một trận tơi bời. Anh nản lòng ngồi lên xe buýt mà không có đích đến. Cũng trong chính chuyến đi này mà hắn gặp nạn, và kết quả là không còn biết đau đớn là gì. Jin Suk thử đứng trên gờ tường cũng không thấy sợ hãi. Sau khi ý thức được bản thân sở hữu được siêu năng lực, việc đầu tiên chính là báo thù tên bạn trai kia. Jin Suk hẹn gặp hắn ta lên sân thượng tòa nhà. Mặc cho hắn đánh thế nào cậu vẫn cười sằng sặc, đây là siêu năng lực không biết đau. Sau một hồi để tên kia đánh chán, đối phương cũng bắt đầu thấy sợ. Jin Suk cuối cùng đẩy khỏi sân thượng sát hại anh ta. Đây cũng chính là mạng đầu tiên trong chuỗi sát hại liên hoàn. Ông Kim hoảng sợ bảo Jin Suk đừng kể nữa. Hắn ta đồng ý rồi rút kẹo mút ra ăn. Tiếng kẹo chụp chụp khiến cho ông Kim càng thêm hoảng loạn. Chỉ một lát sau, Jin Suk lại tiếp tục nói. Hắn yêu cầu ông Kim nghe mình nói chuyện, nếu không sẽ giết. Kể từ sau vụ giết tên bạn trai, vì không có cảm xúc nên cuộc sống hết sức nhàm chán. Một lần tay của Jin Suk vô tình bị thương, sau khi được đưa vào bệnh viện, mùi máu của bệnh nhân bên cạnh đã khiến Jin Suk hứng thú. Quay về, Jin Suk không ngừng ngửi mùi máu trên ngón tay. Lúc này trong mắt hắn, gương mặt của các hành khách đã biến thành vặn vẹo. Bây giờ Jin Suk đã mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt,
Nhân cách thứ hai liên tục thôi thúc hắn giết người, bởi vì chỉ có mùi máu tươi mới khiến hắn cảm thấy còn sống. Bác sĩ kê thuốc cho Jin Suk về nhà, nhưng càng uống thuốc tinh thần của hắn càng thêm méo mó. Một buổi tối Jin Suk gặp một kẻ lang thang, anh giả vờ cho tiền như muốn giúp đỡ, nhưng sau đó thì thừa cơ giết chết ông ta. Lúc đó xung quanh có những người khác đến, Jin Suk đang sợ bị lộ thì không ngờ trời đổ mưa, mọi người ở quanh đó đều rời khỏi. Tình cảnh này khiến Jin Suk tin rằng giết người là sứ mệnh mà ông trời ban cho hắn. Jin Suk vui vẻ kể đó là mạng người thứ hai. Ông Kim càng nghe càng thấy sợ hãi. Bất ngờ Jin Suk rút ra một thứ là một ngón tay. Ông Kim sợ hãi muốn chất vội phanh xe lại. Đây chính là ngón tay là của tài xế xe tải mà hắn vừa giết. Jin Suk nói vì hắn thấy bất mãn cho ông Kim nên mới giết người. Ông Kim lạnh hết cả sống lưng. Ông xác định mình đã gặp phải ác ma biến thoái. Jin Suk lại cười nói chỉ cần đưa hắn đến bến cảng là được, còn đảm bảo sẽ không ra tay với ông. Ông Kim hoảng loạn muốn lén mở cửa bỏ chạy, nào ngờ lại bị Jin Suk phát hiện. Ông Kim cho hắn luôn chiếc xe này để hắn tự lại, nhưng Jin Suk lại không muốn lái xe, nhất định vẫn bắt ông Kim đưa hắn đến bến cảng, còn lấy điện thoại của ông mà tắt nguồn. Hết cách, ông Kim uống một ngụm nước để bình tĩnh lại, sau đó bất đắc dĩ đưa Jin Suk tiếp tục hành trình. Trên đường, ông Kim nhớ đồng nghiệp từng nói xe taxi có nút bấm khẩn cấp, mặc dù người hiểu được tín hiệu cầu cứu không nhiều, nhưng dù sao nó cũng là một hy vọng cứu mạng. Thế là nhân lúc Jin Suk không chú ý, ông Kim ấn nút, đèn khẩn cấp phía trên nóc xe lập tức sáng lên. Nhưng đi mãi mà không có ai hiểu được tín hiệu. Mãi lát sau khi đi tới khu vực có sương mù, có hai người mới hiểu được tín hiệu của họ. Tài xế đó áp sát vào xe của ông Kim, Jin Suk nhận ra có điều không ổn. Hắn lập tức yêu cầu ông Kim dừng xe. Ngay lúc Jin Suk phát hiện ra đèn khẩn, ông Kim đã vội vàng chạy ra ngoài cầu cứu hai tài xế kia. Một tài xế chủ quan đến gọi cửa Jin Suk nói chuyện, không ngờ ác nhân liền xịt bình ga thiêu cháy anh ta. Jin Suk sau đó xuống xe ra tay sát hại tàn nhẫn, người còn lại chạy tới đỡ đồng đội. Nhân cơ hội đó Jin Suk trốn vào làn sương mù. Ông Kim thấy cảnh này sợ đến vãi đái, vì sương mù quá dày đặc hạn chế tầm nhìn. Tài xế còn lại chỉ biết quờ quạng lung tung. Ông Kim bật đèn lên thì Jin Suk đã xuất hiện. Hắn ra tay chọc nát hết người tài xế tội nghiệp này. Ông Kim nhìn cảnh trước mắt toàn thân đờ đẫn, định bỏ chạy thì lại vấp phải bình ga mà ngã quỵ. Ngay lúc Jin Suk lao tới định kết liễu ông, đúng khoảnh khắc đó hắn lại dừng tay lại. Ông Kim vội vàng cầu xin hắn, nào ngờ tên sát nhân đồng ý tha cho ông. Hắn bảo ông Kim giúp mình chuyển một người còn thoi thóp vào trong cốp. Ông lão tài xế đành phải làm theo. Lúc này Jin Suk lại rút ra một cái kìm, hắn tàn nhẫn rút một móng tay của ông Kim. Đây chính là cái giá phải trả khi làm người tốt. Vì lái xe cả ngày, ông Kim bắt đầu buồn ngủ. Jin Suk bình thản như không có gì, còn dạy ông Kim cách hít thở sâu để lấy không khí. Sau đó lại tiếp tục nghe hắn kể chuyện. Sau khi giết được hai mạng người đầu tiên, Jin Suk cảm thấy mình cần làm nhiệm vụ này mỗi ngày. Thế là hắn hàng ngày đi chụp ảnh những người vô gia cư, sau đó mỗi buổi tối sẽ tìm đến con mồi và sát hại. Hắn coi đây là sứ mệnh cao cả thượng đế giao cho mình. Từ đó các nạn nhân xuất hiện dày đặc nhiều vô kể, nhưng những người tầm thường chết truyền thông không chú ý. Thế là Jin Suk bắt đầu chuyển mục tiêu lên con mồi cấp cao, một cậu học sinh nổi tiếng vì hoạt động cộng đồng. Không may Jin Suk xem thời sự liền cho vào danh sách. Như mọi khi hắn chụp ảnh lại, nhưng không giết ngay mà lập một kế hoạch âm hiểm. Ban đầu hắn chụp ảnh nam sinh này với người 3D, sau đó ngụy tạo ra lời đồn nam sinh biến thoái. Thế là rất nhanh cậu ấy trở thành mục tiêu công kích của sinh viên. Nhân lúc nam sinh phải chịu đựng áp lực dư luận, Jin Suk đã đổi bình nước cho cậu có chứa thuốc tâm thần. Thần kinh của nam sinh nhanh chóng suy yếu, liên tục xuất hiện những ảo giác ghê người. Cứ thế dưới một loạt thao tác của Jin Suk, nam sinh đã phải chịu quá nhiều áp lực, cuối cùng khốn khổ chết trong nhà vệ sinh. Trong tang lễ của cậu ấy, Jin Suk thậm chí còn đến phúng viếng nam sinh. Người xung quanh đều cho rằng hắn đang khóc, nhưng thật ra Jin Suk lại đang cười rất vui vẻ. Nam sinh bị hại chính là con trai của bà Ô. Bà Ô nghi ngờ con trai mình bị sát hại nên nhờ cảnh sát, nhưng cảnh sát cho bà xem bài báo con mình 3D, cho nên có lẽ cậu ta bị áp lực dư luận mà tự kết thúc. Bà Ô về nhà xem điện thoại con trai, bên trong có nội dung nhắn tin trò chuyện. Nội dung cầu cứu là có người theo dõi mình. Bà Ô đến tìm bạn của con trai dò hỏi. Cậu ấy đưa cho bà xem một video của con trai bà. Trong video xuất hiện một người đàn ông tên Jin Suk. Bà Ô nghi ngờ là tên này đã hại con trai mình. Lúc này ông Kim đang lái xe chở Jin Suk đi, có một chiếc xe cảnh sát phía sau bảo ông dừng lại. Để đề phòng, Jin Suk bảo ông Kim đưa ví tiền cho mình. Hóa ra hắn lấy ảnh gia đình ông Kim trong ví, đe dọa nếu như ông dám nói trước mặt cảnh sát, sau khi ra tù hắn sẽ giết hết người nhà của ông Kim. Vì để bảo vệ người nhà, ông Kim không dám nói ra sự thật với cảnh sát. Thì ra cảnh sát nghi ngờ ông uống rượu lái xe đánh võng. Sau khi đo nồng độ cồn không thấy có gì, cảnh sát chú ý đến ngón tay của ông Kim. Ông Kim lại phải nói dối thêm lần nữa, ánh mắt ông đẫm lệ ý hướng cầu cứu. Nhưng vị cảnh sát lại không hiểu ý của ông, họ nhắc ông đóng cốp sau lại vì vẫn còn mở. Ông Kim ra phía sau thấy vạt áo của nạn nhân thò ra ngoài. Hóa ra lúc đưa người bị hại đến cốp sau, ông Kim đã cố ý làm vậy. Rất đáng tiếc cảnh sát lại không hiểu ý. Jin Suk trong xe cũng lặng lẽ rút dao ra sẵn sàng. Cảnh sát hối thúc ông Kim mở cốp xe ra. Ông Kim run lẩy bẩy không biết phải làm thế nào.
Trong lúc nguy cấp, cảnh sát nhận được tin báo về vụ án mạng nên rời đi gấp. Jin Suk mới ra ngoài nói chúc mừng ông đã bảo vệ được người nhà. Sau đó hắn quay vào xe, ông Kim mở cốp xe để nạn nhân bỏ chạy, nhưng anh ấy đã quá yêu không thể chạy nổi nữa. Ông Kim quay lại xe tiếp tục cùng Jin Suk lên đường. Đi một đoạn, Jin Suk cười chê ông Kim nhát gan, nhát đến mức sợ cả mấy chục năm nữa hắn mới ra tù. Nhưng ông Kim lại bảo gia đình với ông là trên hết, còn người như Jin Suk sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng. Nhưng Jin Suk nói thế giới không hề công bằng, phạm tội không nhất định sẽ bị trừng phạt. Jin Suk không ngừng công kích, người tốt như ông cũng đâu bảo vệ được người nhà. Nói đến người nhà, ông Kim lại có dũng khí, tôi có thể hy sinh vì vợ con mình. Thấy phía trước có trạm thu phí, ông Kim muốn đồng quy vô tận cùng tên ác nhân này. Ông đạp mạnh ga phóng đi thật nhanh, tên ác nhân phát hiện liền cố giằng tay lái, cũng vì thế mà xe phóng thẳng qua trạm thu phí. Thấy khó có thể khống chế được tên soát nhân, ông Kim liều mình bẻ lái thật mạnh, chiếc xe văng khỏi đường cao tốc rơi xuống một nhà làm vườn. Sau tai nạn, ông Kim may vẫn còn sống. Ai ngờ tên ác nhân Jin Suk còn sống tốt hơn, hắn cắt dây an toàn của ông Kim cho rơi xuống. Bây giờ thì tên ác nhân muốn kết liễu ông rồi. Đúng lúc hắn chém xuống thì có người cản lại, anh này chính là người còn sống trong cốp xe. Jin Suk lấy dao chuẩn bị kết liễu anh ấy thì có vật ném tới, chính là ông Kim can đảm đấu tranh, nhưng ông nào phải đối thủ của hắn. Jin Suk thòng dây lên xà kết liễu hai người một lượt, cũng may là ông lão mạng lớn, cây xà thép nhỏ đang treo đột nhiên đổ sập. Jin Suk vì điều này mà tha mạng cho ông. Tên ác nhân không thèm nói gì mà rời khỏi, vì xe hỏng nên hai người đi bộ vượt qua cánh đồng. Ác nhân bắt ông lão phải cầm theo vali cho hắn. Cùng lúc này, mẹ của cậu thanh niên theo manh mối cũng đi xe tới đây. Đang lúc tên Jin Suk muốn gọi một chiếc taxi, xe bà mẹ đi vụt qua hai người mà không hề hay biết. Nhân cơ hội này, ông Kim lấy cây búa bất ngờ tấn công. Ông lão chiếm thế chủ động đánh ngã hắn xuống, sau đó vội vàng bỏ chạy tụt quần. Ông Kim trốn vào một tòa nhà bỏ hoang gần đó. Điều đáng tiếc là điện thoại ở đây lại không hoạt động. Không may tên Jin Suk cũng đã đuổi đến. Trong tình huống nguy cấp, ông Kim nấp ở góc tường, cuối cùng đánh lạc hướng bằng cửa sổ vỡ để bỏ chạy. Tên soát nhân cũng đuổi theo không rời. Ông Kim chạy vào rừng thì bị ngã xuống sườn núi. Nhờ vậy mà tên ác nhân đi qua không biết gì. Ông Kim cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy lòng bàn chân bị thương nặng, người đàn ông thật thà hiền lành bật khóc. Hôm nay tưởng rằng may mắn mà sao khổ thế này. Phía bà mẹ vẫn theo dấu chiếc taxi, cuối cùng cũng tìm ra vị trí nó bị tai nạn. Bà cẩn thận xuống tới hiện trường, rất nhanh phát hiện ra người bị hại bị bỏ lại. Đối phương vẫn còn thở, bà mẹ vội gọi cấp cứu. Trong lúc chờ xe đến thì vẫn ở bên cạnh để chăm sóc người bị hại. Mặc dù là người lạ không chút quen biết, nhưng bà ô cảm thông họ cũng giống con trai của bà. Những người bị tên soát nhân kia hành hạ khổ sở, bà hứa với anh nhất định sẽ khiến tên sát nhân phải trả giá. Đáng tiếc rằng người bị hại không thể cầm cự nữa. Bà mẹ bất lực chỉ có thể khóc lóc. Bên này, ông Kim chạy tới một nhà dân. Ông cầu xin trợ giúp nhưng bà lão lại sợ vì ông có máu, nhất quyết vào nhà và đóng cửa lại. Mãi đến khi ông Kim đưa tấm ảnh gia đình mình, kèm theo những lời nói chân thành sâu thẳm, bà cô cuối cùng cũng tin ông Kim là một người tốt. Bà để cho ông vào nhà lấy điện thoại để gọi. Không ngờ chó ở ngoài nhà gỗ đột nhiên sủa ầm ầm. Ông Kim nhìn ra cửa sổ thì thấy Jin Suk đã đến. Bà cô quá sợ hãi vô tình gây ra tiếng động. Jin Suk lập tức hướng tới nơi bà cô đang ở. Thấy vậy, ông Kim vội liều mình lao ra dụ sát thủ đuổi theo. Jin Suk cũng đuổi theo muốn bắt bằng được. Hắn rút con dao, ánh mắt đằng đằng sát khí. Ông Kim nín thở bò dưới đất tránh gây tiếng động. Thấy tên soát nhân đã đi qua mình, ông Kim vội mở điện thoại để báo cảnh sát. Không ngờ chuông điện thoại đã để lộ ra vị trí của ông. Kết quả tên soát nhân điên cuồng đuổi tới. Cũng may hắn nhìn thấy một con chuột túi mà bỏ qua ông. Nhờ vậy ông Kim cuối cùng cũng thoát được. Ông Kim lập tức báo cảnh sát về hoàn cảnh của mình, đồng thời hướng dẫn cho họ tới một cột điện trên cánh đồng ngô. Bên này cảnh sát đã tới hiện trường chỗ bà mẹ. Bà ô kêu cảnh sát mau truy tìm tên soát nhân, nhưng cảnh sát từ chối vì làm việc phải theo thủ tục, phải có lệnh cấp trên thì họ mới tổ chức truy tìm. Phía ông Kim đang nằm nghỉ trên đất, một đàn đom đóm bay tới giúp ông có được chút bình yên. Cũng may lúc này cảnh sát đã đến ứng cứu, ông Kim an toàn được đưa về gặp thanh tra Kang. Theo bản đồ, ông chỉ cho thanh tra hướng đi của sát thủ, hy vọng họ có thể tìm được hắn ta. Không ngờ lúc này con gái ông gọi điện thoại đến. Ông Kim nghe điện thoại mà giật mình, bởi đầu dây bên kia là tên Jin Suk đang cầm điện thoại. Ông Kim lo sợ hắn đã giết con gái mình. Jin Suk uy hiếp bảo ông quay lại căn nhà vừa nãy lấy điện thoại, nếu không đi ngay hắn sẽ giết con gái ông. Ông Kim vì sự an nguy của con gái đành phải nói dối cảnh sát, tùy ý nói một địa điểm giả để cảnh sát tìm kiếm. Sau đó ông Kim mượn cớ rồi vội vàng rời đi cứu con gái mình. Lúc này bà mẹ mất con tìm tới, đề nghị sẽ giúp ông Kim cùng đi tìm tên sát nhân kia. Hai người cùng lên xe rời đi, nhưng đi một đoạn ông Kim lại giả vờ xuống xe, lấy cớ đổi lái và lấy xe của bà mẹ đi mất. Ông không muốn bà ấy gặp nguy hiểm. Bên này con trai của chủ nhà lúc nãy là cảnh sát, sau khi về nhà thì phát hiện mẹ đã bị hại. Tên Jin Suk ở đây bất ngờ lao ra tấn công.
Cảnh sát cùng tên sát nhân giao đấu một trận, viên cảnh sát đã khống chế được hắn ta chuẩn bị bắn. Đúng lúc này, ông Kim lao tới, nhân cơ hội này sát nhân đánh bay súng đi, hai người lại giao đấu một trận sống còn. Ông Kim sợ tên sát nhân chết thì mất dấu con gái, thế là Jin Suk kêu ông Ngo đá súng đi. Vì con gái nên ông Kim đã đá súng khỏi tay cảnh sát, bởi vì hành động của ông Kim, kết cục cảnh sát đã bị tên sát nhân cầm dao giết hại. Nhìn những người vô tội vì mình mà chết, ông Kim áy náy thì đã quá muộn rồi. Ông Kim bóp cổ ác nhân và hỏi tung tích của con gái. Jin Suk lại tự tin nói rằng, nếu ông bóp chết tôi thì con gái ông cũng sẽ chết. Hết cách, ông Kim đành bỏ tay ra, lúc này tên sát nhân mới nói thẳng, sáng nay trước khi lên xe hắn đã bắt con gái ông, thì ra sát nhân có dự định sẽ giết cô ấy vào buổi sáng. Nhưng cô gái lại bày tỏ ông Kim sẽ liều mạng để cứu mình. Câu nói khiến sát nhân nảy sinh hiếu kỳ với ông Kim, nên hắn mới bày ra chuyện bắt taxi của ông để vượt biên bỏ trốn. Sự tin tưởng của con gái khiến ông Kim vừa vui vừa đau lòng. Ông Kim có thể làm bất cứ chuyện gì vì con gái. Nhưng tên soát nhân xảo trá vô cùng. Hắn nói vì tàu vượt biên còn một tiếng nữa xuất phát, ông Kim muốn cứu con thì phải đưa hắn đến bến cảng kịp giờ. Lên được tàu rồi hắn sẽ nói vị trí con gái cho ông. Không còn cách nào khác, ông Kim chỉ đành chơi tới cùng. Vì để trốn được, ông Kim đã mặc đồ của cảnh sát vừa bị hại, sau đó lấy luôn xe cảnh sát mà chở tên soát nhân đi. Đúng lúc khởi hành thì bà mẹ lại đến. Bà mẹ đã kịp nhìn biển số xe của ông. Trên đường đi, ông Kim hỏi hắn tại sao lại hại con gái của mình. Jin Suk cười một tiếng nói ra sự thật tàn khốc. Thì ra ông Mi và con trai bị hại của bà Ô là bạn học. Hắn vô tình gặp cô ấy trong tang lễ. Trong mắt của tên ác nhân, sự lương thiện của cô gái làm hắn khó chịu. Jin Suk đã nảy ra một kế hoạch nham hiểm vô cùng. Những ngày sau, hắn cố ý tiếp cận con gái ông Kim, thành công hẹn hò yêu đương với cô ấy. Mà những ngày tháng hai người hẹn hò, Jin Suk quyết định giết một lần nhiều người cho bõ. Hắn dự định tạo ra một vụ hỏa hoạn ở chung cư, cẩn thận khóa cửa để các hộ dân không thể chạy. Nào ngờ một thanh niên biết chuyện mở cửa, chạy vào trong phát hiện đã cháy nhà rồi. Lát sau Jin Suk kịp giết người phát hiện đó. Hôm sau Jin Suk nhận ra người yêu đã biết những ảnh mình chụp nạn nhân. Con gái ông Kim đã biết mình là soát nhân hàng loạt. Cũng sáng hôm đó hắn quyết định giết cô ấy. Cuối cùng là cố ý đón xe taxi của ông Kim. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tên Jin Suk. Nói xong chuyện, ác nhân kêu ông Kim quay lại cánh đồng lấy chiếc vali lúc nãy. Ông Kim vất vả cho chiếc vali rất nặng vào cốp xe. Đúng lúc này xe thanh tra trưởng đi qua, ông Kim cúi gằm mặt xuống tránh để phát hiện. Lúc này bà Ô cung cấp biển số xe của xe cảnh sát bị hai người kia cướp đi. Thanh tra nhớ lại biển số xe mình vừa đi qua, họ vội dựng rào chắn để chặn xe cảnh sát đó lại. Sau đó cho người đuổi xe của ông Kim và tên soát nhân. Thấy bị truy đuổi, ông Kim vô cùng hoảng loạn, nhưng vì cứu con gái ông chỉ có thể đánh liều. Ông tăng ga đánh võng không cho xe cảnh sát vượt. Cuối cùng nhờ vào kỹ năng lái xe điêu luyện của mình, ông thành công cắt đuôi ở cánh đồng vắng. Bây giờ cách thời gian tàu khởi hành đã không còn nhiều. Jin Suk cho ông Kim 5 phút để đi trộm một xe khác để đổi. Lúc này điện thoại ông Kim có tin nhắn, là thanh tra nhắn tới bảo ông hỗ trợ bắt tên soát nhân. Nhưng ông Kim vì muốn cứu con gái nên mặc kệ. Rất nhanh ông đã trộm được một chiếc xe về. Lần này Jin Suk đích thân chuyển vali vào trong xe. Ông Kim chợt nhớ hắn nói đồ trong vali rất quan trọng. Bất thình lình ông có một suy đoán, có lẽ nào thứ được giấu trong vali là con gái mình. Dưới sự chất vấn của ông Kim, Jin Suk nói ra mật mã. Ông Kim thận trọng mở vali ra, vẫn may đồ trong vali chỉ là các túi bọc gọn gàng. Ông Kim lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lát sau thanh tra gọi điện thoại đến, hy vọng ông Kim sẽ nói ra địa điểm mà Jin Suk muốn vượt biên. Đợi hắn nói ra tung tích con gái xong họ sẽ bắt giữ. Ông Kim lập tức đồng ý. Ông vẫn giữ nguyên cuộc gọi rồi lên xe, để cho thanh tra bên này nghe hết cuộc nói chuyện của họ. Ông Kim thẳng thắn hỏi Jin Suk về địa điểm cần tới. Sau một hồi do dự, Jin Suk cũng nói địa điểm ra. Cảnh sát nghe xong liền sắp xếp lực lượng xuất phát. Thông qua điện thoại vẫn mở cuộc gọi trong túi quần. Ông Kim cố tình hỏi địa điểm hắn giấu con gái ông, nhưng ác nhân lại muốn chơi trò chơi 20 câu hỏi. Ông Kim có thể hỏi 20 câu và hắn sẽ trả lời đúng hoặc không đúng. Hết cách, ông Kim chỉ có thể phối hợp chơi. 20 câu ông đều hỏi những chi tiết liên quan đến chỗ con gái. Cảnh sát bên kia tổng hợp các chi tiết lại, căn cứ vào những đặc điểm này để tìm kiếm ông Mi. Vốn dĩ mọi chuyện đang rất thuận lợi, Jin Suk đột nhiên nhận điện thoại từ chủ tàu vượt biên. Đối phương nói ở bên tàu có nhiều cảnh sát. Jin Suk thấy không ổn lập tức ép dừng xe. Hắn dùng súng khống chế nam chính, rất nhanh đã móc ra được chiếc điện thoại đang mở cuộc gọi. Thanh tra biết đã bị lộ liền khuyên ác nhân đầu thú. Nhưng Jin Suk không quan tâm mà đập nát điện thoại. Ông Kim lo lắng vì chuyện này mà ác nhân giết mình. Ông vội quỳ xuống xin hắn tha mạng cho mình và con gái, khẩn nài sẽ giúp hắn tìm tàu khác để vượt biên. Vào tình thế này tên ác nhân đành đồng ý. Sau đó ông Kim liên lạc với một tài xế đồng nghiệp. Đối phương tiết lộ cho ông Kim một chủ tàu chuyên vượt biên. Ông Kim lập tức tới gặp đội vượt biên này. Ai ngờ vì đi quá vội mà quên cởi áo cảnh sát. Đối phương cho rằng ông Kim là cảnh sát nên muốn giết ông. Lúc nguy cấp, ông Kim nghĩ đến lời Jin Suk, nói dối bản thân là cảnh sát vừa mới giết người.
Ông Kim rất nhập tâm vào vai diễn, dùng giọng điệu y hệt của tên soát nhân lúc uy hiếp ông. Thấy đối phương độc ác như vậy, chủ tàu liền tin tưởng, nhanh chóng sắp xếp các thủ tục vượt biên. Không may lúc này bên ngoài thanh tra lại dẫn cảnh sát tới, họ ồ ạt truy bắt người của công ty vượt biên. Ông Kim và Jin Suk cũng nhân cơ hội mà chạy trốn. Lát sau ông Kim đưa tên ác nhân đến bến cảng, tàu vượt biên cũng đã sắp bỏ tới bờ. Ông Kim vội kêu Jin Suk nói ra tung tích của con gái. Theo đúng thỏa thuận thì ông đã hoàn thành. Jin Suk liền nói bừa ra một địa chỉ giả, đồng thời trả điện thoại của con gái cho ông. Ông Kim nhìn thấy con gái trên màn hình, không kìm nổi cảm xúc mà khóc lóc. Jin Suk đưa ngón tay của con gái cho ông Kim. Tên này thật sự đúng là biến thoái hết sức. Ông Kim báo cho vợ địa chỉ mà Jin Suk giữ con gái mình. Lúc này tàu vượt biên sắp tới, ác nhân muốn lấy vali thì ông Kim lại giơ súng lên. Trước khi tìm thấy con gái thì mày chưa đi được. Jin Suk ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt ông Kim. Phía vợ cùng cảnh sát ồ ạt tới địa chỉ, nhưng tìm hoài cũng chả thấy con gái đâu. Jin Suk thấy vậy cười nhạt rồi bảo, cô ấy thực ra đã đi cùng chiếc taxi đến đây rồi. Ông Kim chợt thấy sống lưng lạnh buốt. Tên ác nhân lúc này mở vali ra, sau đó ném cho ông một bịch túi nhựa. Ông Kim kinh hoàng khi mở túi ni lông này, vì đó chính là cái thủ của cô con gái. Là một người bố, ông gào lên đau đớn vô cùng tận. Nhìn thấy sự đau lòng của ông Kim, Jin Suk rất sảng khoái. Hắn nói đây chính là cảm giác đau đớn nhất trên đời. Ông Kim tức giận giơ súng muốn bắn Jin Suk, ai ngờ đạn trong súng đã bị ác nhân lấy đi từ lâu. Hắn ta chọc vào bụng ông Kim một nhát, thêm một nhát nữa rồi ném ông Kim xuống biển. Jin Suk lấy vali chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này bà Oh đến giơ súng khống chế. Nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt của tên ác nhân, bà Oh lại vô cùng kinh ngạc, bởi tên soát nhân bà vẫn truy đuổi là một kẻ khác. Hắn ta là một bác sĩ tên Johan. Rõ ràng Jin Suk trước mặt không phải là hắn. Bà Oh còn chưa hiểu tại sao lại có tới hai soát nhân. Nhân cơ hội bà Oh không phòng bị Jin Suk lao tới, rằng có một hồi hắn cướp được súng của bà. Cuối cùng kết liễu bà mẹ tội nghiệp bằng một phát súng. Vậy là bà mẹ không thể báo thù cho con trai nam sinh, mà lại còn bị Jin Suk sát hại tàn nhẫn. Hắn ta sau đó lên tàu rời đi. Bà Oh đau đớn nhìn ông Kim dưới nước, còn chút sức lực cuối cùng bà cố gắng cứu lấy ông. Sau khi kéo được ông Kim lên bờ, bà dặn ông nhất định phải khiến hung thủ trả giá. Nói xong mơ màng về người con nam sinh rồi tắt thở. Cảnh sát đến nơi thì mọi chuyện đều đã muộn rồi. Bà mẹ không thể báo thù đã chút hơi thở cuối. Ông Kim cũng hôn mê và được đưa đến bệnh viện. Điều càng bi thảm hơn là sau khi con gái bị giết, vợ của ông Kim không chịu nổi mà cũng rời khỏi thế giới này. Không lâu sau ông lão tỉnh lại, thân già khốn khổ đã mất cả vợ và con gái yêu quý. Tất cả đều là do tên soát nhân khốn nạn kia. Thanh tra tới nhờ ông Kim tiếp tục phối hợp điều tra. Ông Kim nhìn tư liệu của thì vô cùng kinh ngạc, bởi vì tên soát nhân trên tài liệu không phải Jin Suk, không phải là tên sát nhân đã ngồi xe taxi của ông Kim. Hơn nữa sau cú sốc ông Kim bị chấn động não, bây giờ đã quên gương mặt của tên sát nhân Jin Suk rồi. Tất cả tình tiết vụ án đều nhớ được, ông khăng khăng khẳng định với thanh tra, tên bác sĩ tuyệt đối không phải là tên sát nhân mà ông Kim đã chở. Rõ ràng là có ẩn khúc mà thanh tra cũng không hiểu được. Buổi tối người bạn đã gửi đến một tờ vé số, đó là tờ vé mà ông đã mua trước khi chở tên sát nhân đi. Tờ vé số này trúng giải đặc biệt hơn 30 tỷ. Ông Kim không kìm được mà cười đau khổ. Rốt cuộc đây là trò đùa của thượng đế hay là sự chế nhạo? Sau lễ truy điệu của vợ và con gái, ông Kim quyết tâm tìm được tên sát nhân Jin Suk thật để báo thù. Ông gửi con trai cho người bạn chăm sóc. Con trai ông Kim cũng đã lấy vợ và mới có bầu. Còn ông Kim một mình đến một đất nước xa lạ. Địa điểm mà Jin Suk đến sau khi vượt biên chính là ở đây. Thời gian trong chốc lát đã qua 4 năm. Ông Kim bây giờ sớm đã không còn dễ bị bắt nạt. Tên tài xế muốn cướp tiền liền bị ông Kim hạ gục ngay. Thậm chí ông còn bẻ luôn móng tay của hắn. Ở đất nước xa lạ này, ông Kim dùng tiền trúng vé số để truy tìm Jin Suk, nhưng tìm suốt 4 năm trời mà vẫn không được. Cuối cùng đến một tối may mắn gặp lại chủ tàu vượt biên năm đó. Đối phương tiết lộ 4 năm trước Jin Suk không hề lên tàu. Thực chất hắn ta vẫn ở lại Hàn Quốc. Vượt biên chỉ là manh mối giả để lừa cảnh sát mà thôi. Ông Kim đột nhiên tỉnh ngộ. Thảo nào suốt 4 năm ông ở nước ngoài tìm hoài không ra. Ông Kim nhanh chóng về nước. Sau 4 năm không gặp con trai khuyên bố dừng báo thù. Nhưng làm sao ông có thể dừng lại được chứ? Ông Kim cẩn thận sắp xếp lại các manh mối. Cộng thêm nhà những câu chuyện Jin Suk kể cho mình theo dòng thời gian. Ông chắc chắn hung thủ là Jin Suk và một người nữa. Khi đi điều tra kỹ lưỡng từ một người bạn, ông Kim phát hiện Ki Jin Suk không hề bị tổn thương não và cũng không hề đi học đại học. Vậy có nghĩa người mà hắn kể đến là một kẻ khác, cũng là tên soát nhân hàng loạt đồng phạm với hắn ta. Vì để tìm được danh tính của tên ác ma ấy, phải ngược dòng thời gian về thời học cấp 3. Ông Kim đến trường học hỏi thăm khắp nơi về Jin Suk, quan trọng nhất phải tìm kiếm bạn gái là mối tình đầu của hắn ta. Rất may có người nói mình biết cô gái đó. Quả nhiên sau một hồi lục lọi trên máy tính, người kia cho ông xem ảnh một cô gái là người yêu Jin Suk năm xưa. Ông Kim lần theo manh mối này nhanh chóng tìm được cô gái. Ông nói mục đích của mình là tìm tên Jin Suk kia. Tae-hi vì căm hận hắn nên cũng nói tình hình của Jin Suk. Cô gái đưa cho ông Kim một chiếc USB, nói trong đó có dữ liệu tất cả về tên Jin Suk. Bây giờ hắn ta đang rất thành công, còn là chủ của một công ty cực lớn thành đạt, hàng ngày ăn mặc bảnh bao điều hành công ty,
Không ai ngờ tên soát nhân hàng loạt lại giàu có và sung sướng như thế. Ông Kim căm hận đến trước công ty hắn ta. Jin Suk ăn mặc lịch thiệp mở cửa xe cho người vợ đang mang bầu. Ông Kim nhận ra ngay đây chính là tên sát nhân mình đang tìm kiếm. Tên ác quỷ ấy đã trở thành lãnh đạo một công ty, lại còn có cô vợ xinh đẹp và gia đình hạnh phúc. Để báo thù, ông Kim mua một chiếc xe có cốp rất rộng, sau đó bắt đầu đi theo giám sát Jin Suk. Ông phát hiện vợ hắn rất xinh và đang mang bầu. Jin Suk đúng là kẻ có được mọi thứ, mà người căm hận hắn ta còn có mối tình đầu Tae-hee. Cô cũng bí mật theo dõi muốn giết hắn, nhưng Tae-hee bất cẩn suýt bị phát hiện. Lúc nguy cấp, ông Kim đã giữ Tae-hee lại bằng thuốc mê. Ông tốt bụng đưa cô vào viện còn trả giúp việc phí. Tae-hee rất tò mò trên tin tức nói sát nhân là bác sĩ Han. Vậy rốt cuộc tên Jin Suk với hắn là như thế nào? Ông Kim phán đoán Jin Suk sau khi mất cảm giác đau. Bác sĩ Han chính là kẻ kiểm tra cho hắn tại bệnh viện. Tên bác sĩ cũng là một kẻ tâm thần biến thoái như Jin Suk. Cả hai cùng nhau giết những người vô gia cư. Và sau này nạn nhân còn có cả nam sinh là con trai bà Ô nữa. Lúc nào giết người chúng cũng đi cùng nhau. Nghe ông Kim giải thích mọi chuyện, Tae-hee cũng muốn tham gia vào biệt đội báo thù. Cô gái kể mình cũng từng là nạn nhân của hắn. Ngày xưa hồi học cấp 3, Jin Suk có từng thích mình, nhưng hắn toàn tặng những món quà là xác động vật. Từ đó trở đi cô bắt đầu thấy sợ Jin Suk. Hắn ta thực sự là con quỷ đội lốt người. Ông Kim về nhà lên kế hoạch đầy đủ, sau đó đến gặp người bạn mua một ít thuốc mê. Các dụng cụ cần thiết cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Ông còn làm cả một chiếc bẫy hố sâu để thủy táng hắn. Chuẩn bị xong mọi chuyện, ông vào bếp nấu ăn cho con. Con trai trách móc sao bố cứ kiên quyết trả thù, chẳng thể hiểu được nỗi uất ức mà ông Kim phải chịu, cũng không hiểu mấy nạn nhân đều nhờ ông báo thù. Trong lúc đó, tên sát nhân đang chìm đắm trong hạnh phúc, các nạn nhân chết dưới tay hắn cũng ngày càng nhiều. Vợ thì đang mang thai đứa con trai mà hắn mong mỏi. Jin Suk còn nhận được giải doanh nhân của năm, đúng là cả sự nghiệp và gia đình đều thành công mỹ mãn. Nhận giải xong, hắn đến viện dưỡng lão thăm bố. Jin Suk đưa cho bố giải thưởng của mình, nhưng ông bố lại ném luôn cái cúp xuống đất, bởi ông cũng biết thằng con này biến thoái thế nào. Ác nhân hậm hực ra khỏi viện dưỡng lão. Ông Kim bước vào thang máy lập tức khiến hắn tái mặt, vì trong thang máy có camera, cả hai đều không dám động thủ. Lúc này một y tá đi vào thang máy. Ông Kim nói thẳng có lẽ hôm nay là ngày báo thù. Jin Suk giả ngu nói ông nhận nhầm người rồi đấy, nhưng trong lòng hắn bắt đầu lo sợ. Khi lái xe ra đường, hắn phát hiện ông Kim bám theo mình. Để cắt đuôi, hắn đạp ga tăng tốc, nhưng ông Kim là tài xế kinh nghiệm không dễ cắt đuôi. Để giải quyết phiền phức, Jin Suk lái xe tới nơi hoang vắng, đợi ông Kim đuổi theo mất dấu ở đây. Jin Suk từ bóng tối bất ngờ đâm ngang hông thật mạnh. Lúc hắn định đâm thêm nhát thứ hai, bất ngờ một xe khác tông hắn. Đương nhiên là Tae-hee tới trợ giúp báo thù. Jin Suk bị tông rơi vào hôn mê. Ông Kim trói hắn đưa tới nơi mình chuẩn bị sẵn. Khoảnh khắc chờ đợi 4 năm cũng tới rồi. Ông Kim không nói gì cắt luôn một ngón của Jin Suk vứt đi, sau đó nối chỗ vừa cắt với một thiết bị hút máu. Ông muốn chơi trò hỏi đáp với tên ác nhân, nếu hắn không trả lời thì sẽ bị hút hết máu. Chuyện đầu tiên ông Kim hỏi là về con gái mình. Ông nghi ngờ trong tang lễ con trai bà Ô, người nói chuyện với con ông là tên bác sĩ chứ không phải mày. Jin Suk thừa nhận đúng là như vậy, và tên bác sĩ mới là người yêu của con gái ông. Jin Suk chỉ là kẻ ghen tị đứng ngoài. Tên ác nhân nói hai người họ đã bàn giết con gái ông Kim, nhưng vì tên bác sĩ yêu cô ấy nên bỏ kế hoạch. Điều này làm Jin Suk bất mãn, muốn trừ khử luôn tên bác sĩ này. Mấy hôm sau hai người cùng uống hai chai nước, quả nhiên người chết là tên bác sĩ kia. Bởi vốn dĩ Jin Suk đã bỏ độc và trao đổi hai chai với hắn. Sau đó tao đã giết con gái mày, sắp xếp mọi vật chứng để đổ tội cho tên bác sĩ Han, để giấu vân tay của hắn tại hiện trường, còn đổ máu của hắn tại đó như một bằng chứng. Và vượt biên cũng chỉ là kế hoạch giả để lừa cảnh sát mà thôi. Đợi khi Jin Suk thú nhận hết mọi tội lỗi, ông Kim chợt lấy một chiếc camera giấu kín ra. Trên đó đã ghi lại toàn bộ tội ác của hắn. Tao sẽ gửi video này cho người nhà mày, để họ phải chịu nỗi đau như tao đã chịu. Ông Kim lấy một chiếc gương để đối diện với hắn. Tao sẽ để cho mày chứng kiến mày chết thế nào. Ngay lúc ông Kim định cầm rìu chém xuống thì phải dừng lại, bởi Jin Suk nói có quà bất ngờ cho ông trong túi. Ông Kim lấy ra là một tấm ảnh siêu âm của con dâu ông, cũng là đứa con sắp ra đời của con trai ông. Jin Suk nói tao sớm đã bắt con dâu mày rồi, thì ra tối đó Tae-hee bám theo. Jin Suk đã biết mình đã bị theo dõi, để phòng tao đã điều tra và bắt vợ của con trai mày đi. Ông Kim gọi điện cho con dâu, quả nhiên thế nào cũng không được. Jin Suk nói cô ấy vẫn còn sống. Hắn yêu cầu ông xóa bỏ video mình thừa nhận mọi tội. Ông Kim tức giận bật máy hút máu, nhưng có hút thế nào hắn cũng không mở lời. Vì con và cháu, ông Kim lần nữa bắt buộc phải thỏa hiệp. Ông đút thẻ nhớ vào mồm cho hắn nuốt đi. Lúc này Jin Suk được nước lấn tới. Hắn muốn ông Kim dùng mạng Tae-hee đổi lấy con dâu, bởi vì Tae-hee người yêu cũ đã giúp ông Kim nên cô phải trả giá. Ông Kim nổi điên đạp hắn ta xuống sàn, cố hỏi vợ của con trai ông đang ở đâu. Jin Suk cứng mồm kêu giết hắn sẽ không cứu được con dâu. Lời này khiến ông Kim tuyệt vọng. Trước kia khi lừa ông con gái chưa chết, Jin Suk cũng nói giọng y như vậy. Ông Kim tin chắc Jin Suk đã giết con dâu và cháu ông rồi. Quá tuyệt vọng, ông kéo hắn đến nơi đã chuẩn bị. Ông khóc lóc thương cho con dâu và cháu, sau đó đẩy tên ác nhân xuống giếng sâu. Không ngờ lúc này cảnh sát cùng thanh tra lại tới.
Tên thanh tra cố gắng dùng xích kéo tên soát nhân lên, mặc cho ông Kim gào thét hắn là soát nhân hàng loạt. Thanh tra xích ông Kim vào ống nước để tới trợ giúp. Ông Kim nhân cơ hội đó giật ống nước thoát đi. Hai người ở lại thành công cứu Jin Suk còn sống lên bờ. Tại căn cứ này, thanh tra cũng thu thập tất cả những điều mà ông Kim đã điều tra. Phía Jin Suk được đưa vào bệnh viện, nữ cảnh sát báo tin ông Kim vẫn chưa bị bắt. Tên ác nhân cuống cuồng muốn xuất viện ngay, bởi điều hắn lo nhất là đứa con trong bụng vợ. Hắn dặn vợ về nhà mẹ đẻ ở một thời gian. Ông Kim lúc này tới gặp người bạn già, nhờ ông ấy tháo còng tay và cho vật dụng cá nhân. Tên ác nhân còn chưa chết thì ông sẽ không dừng lại. Phía thanh tra tìm đến Tae Hee, nhờ cô gợi ý nước đi tiếp theo ông Kim sẽ làm gì. Tae Hee chỉ nói Jin Suk là kẻ giết người hàng loạt, còn về ông Kim thì cô nhất định không tiết lộ gì. Lúc này con trai ông Kim cũng báo tin vợ mình mất tích cho thanh tra. Anh nghi ngờ là Jin Suk sợ bố mình báo thù nên đã bắt cô ấy. Thanh tra liền tới bệnh viện gặp Jin Suk. Ông nhận ra tay hắn có vết sẹo, hơn nữa cũng có thói quen sờ tai. Thanh tra đã chắc chắn Jin Suk là hung thủ ông đang tìm kiếm. Ông hỏi hắn giấu con dâu ông Kim ở đâu. Đáng tiếc lúc này mẹ của Jin Suk là thẩm phán tiến vào. Bà ta là người làm luật, dùng luật yêu cầu ông ra khỏi phòng bệnh. Thanh tra hết cách đành phải bỏ về. Ông dặn cấp dưới điều tra về tên Jin Suk. Mẹ của Jin Suk cũng biết mọi chuyện con mình làm. Hồi cấp 3 bà ta cũng đoán ra vụ giết người liên hoàn là do hắn. Bà mẹ thẩm phán bảo hắn con phải xóa dấu vết gọn gàng. Những lời này bị vợ của Jin Suk bên ngoài nghe hết. Bây giờ cô mới biết chồng mình là kẻ giết người. Cô nhớ lại chồng mình giấu gì đó trong két. Thế là vợ Jin Suk mở két sắt ra. Bên trong là mười mấy ảnh những người đã bị hắn sát hại. Vợ Jin Suk kinh hoàng không nói lên lời. Bên này thanh tra đang ở nhà suy nghĩ về nước đi của ông Kim. Khi nhìn ảnh vợ mang bầu của hắn, ông liền đoán được ông Kim nhất định sẽ bắt cô này. Quả nhiên lúc này ông Kim đã tới biệt thự của Jin Suk đánh nhau với bảo vệ, cuối cùng dùng thuốc mê hạ gục anh ta. Sau đó ông tiến đến bắt luôn cô vợ Jin Suk. Điều đáng nói là Jin Suk lúc này đã tìm đến nhà Tae Hee. Cô gái bất ngờ lao tới kích điện ngất hắn. Đáng ra Tae Hee có thể bỏ chạy, nhưng cô lại cầm dao muốn kết liễu tên này. Kết quả hắn phản công giữ con dao lại, nhờ sức khỏe vượt trội khống chế Tae Hee. Sau đó tiêm cho cô một mùi thuốc mê ngất lịm, hắn để Tae Hee trong một căn phòng, sau đó tưới xăng định đốt cháy tất cả. Ngay lúc này hắn nhận được điện thoại nên ra ngoài nghe. Trong tin nhắn ông Kim gửi hình vợ hắn đến, ông Kim đang ở cùng vợ Jin Suk trong rừng. Ông gọi điện dọa sẽ báo thù ngay đây, nghe giọng vợ mình gào thét trong điện thoại. Jin Suk hoảng quá đành phải nói hết sự tình. Vợ của con trai ông vẫn chưa bị giết, hắn muốn đổi cô ấy lấy vợ mình. Trong phòng Tae Hee cũng phát hiện ra con dâu ông Kim vẫn còn sống. Phía ông Kim đương nhiên nhận lời. Ông cho Jin Suk trong một tiếng phải đưa con dâu ông tới, nếu không sẽ không nương tay. Jin Suk quay lại căn phòng gọi con dâu ông Kim dậy. Tae Hee bất ngờ xịt hơi cay vào mặt hắn ta. Sau đó hai người chạy ra ngoài sập cửa, nhưng Jin Suk quá khỏe hất văng hai người. Hắn kéo Tae Hee vào phòng định xử cô ấy. Tae Hee cố gắng chống trả, cô cầm cây đèn lên phòng thủ hắn ta. Vì biết dưới nhà đầy xăng và dầu, Tae Hee đập vỡ cây đèn tạo ra ngọn lửa. Nhân cơ hội đó cô cùng con gái ông Kim chạy đi. Nhưng vì con dâu bị giam lâu ngày rất yếu, đi một đoạn lại ngã gục xuống đường. Tên Jin Suk rất nhanh đã đuổi theo kịp. Hai người chạy tới một đoạn cụt thì đã bị tóm. Lúc rằng có hai người trượt chân mà ngã xuống núi. Một giờ đồng hồ đã qua ông Kim vẫn chưa thấy gì. Ông Kim nhận định vợ của con trai mình đã bị hại. Ông gọi điện cho con trai nói mình xin lỗi, đã quá nhiều người bị hắn hại rồi. Bố nhất định phải báo thù tên soát nhân Jin Suk kia. Ông Kim sau đó quay lại xe với vợ Jin Suk, nói rằng con gái ông bị chồng cô phanh phui nhiều mảnh. Lúc hắn ném cho ông cái thủ là lúc ông đau đớn nhất. Ông Kim hạ quyết tâm phải tàn nhẫn để báo thù. Lão lấy mảnh vải che chiếc xe rồi đẩy cả xe xuống hồ nước. Ông Kim muốn để Jin Suk nếm mùi vị mất đi tất cả. Jin Suk lúc này biết thời hạn hết rồi, hắn gào lên một cách tuyệt vọng. Tên này trở về nhà hoang đập phá điên cuồng. Không ngờ lúc này ông Kim cũng đến. Tên ác nhân vừa mất đi vợ con nên căm hận lắm. Nhìn kẻ thù truyền kiếp trước mặt, ông Kim cầm gậy sắt lao tới tấn công. Nhưng Jin Suk khỏe hơn, cầm dao đâm vai ông ấy. Hắn hạ gục ông già dễ như trở bàn tay. Sức trẻ thật sự là chiếm ưu thế. Nhưng lòng căm hận cho ông Kim sức mạnh, ông vớ được viên gạch táng vào sát nhân, nhanh chóng hoàn toàn nắm được cục diện. Ông dùng hai ngón cái bóc mù mắt Jin Suk, sau đó liên tục chọc vào lưng tên này. Lúc ông định dùng dao kết liễu thì cảnh sát lại tới. Viên thanh tra hứa rằng sẽ khiến Jin Suk phải đền tội, hy vọng ông Kim đừng để hai tay nhúng chàm. Ông Kim sợ rằng những kẻ như Jin Suk đứng trên pháp luật, mẹ hắn ta là thẩm phán sẽ trắng án ngay. Ông Kim nhất quyết giết hắn. Không ngờ con trai lại đến cầu xin. Vì con trai ông Kim cuối cùng cũng bỏ vũ khí, nhưng đổi lại là sự cười nhạo của tên ác nhân. Tao sẽ được mẹ tao tha bổng. Ông Kim biết mình phải làm gì đó, thế là ông quyết định đồng quy vô tận cùng ác nhân. Cứ tưởng mọi chuyện kết thúc một cách ảm đạm, không ngờ lát sau vợ Jin Suk đã tỉnh lại rồi. Đứa bé trong bụng cũng không sao cả. Thì ra ông Kim không hề xuống tay. Jin Suk đáng bị trừng phạt nhưng không phải vợ hắn. Vì vậy mà ông đã tha cho cô vợ. Vợ Jin Suk biết chồng mình là soát nhân, nên đã nói ra căn nhà hoang có khả năng hắn đang ở. Cũng nhờ vậy mà ông Kim mới tới được đó. Phía thanh tra phong tỏa nhà của Jin Suk ác nhân. Những bằng chứng ở đây đã thừa để buộc tội hắn. Không lâu sau đó ông Kim tỉnh lại trong bệnh viện. Con trai nói vợ của mình vẫn còn sống.
thì ra vách núi thấp nên hai người không sao, đứa cháu trong bụng cũng bình an vô sự. Ngay lập tức ông Kim không ngừng khóc lóc. Vài tháng sau phiên tòa được mở, Jin Suk bị mù và liệt được đưa đến tòa. Vì chứng cứ vô cùng đầy đủ và xác thực, tên ác nhân Jin Suk bị kết án tuể hình. Con dâu ông Kim cũng thuận lợi sinh em bé, 3 năm sau ông Kim cũng được ra tù. Bây giờ người nhà đều bình an đoàn tụ, cháu gái cũng đã chập chững viết đi. Trên mặt ông Kim tràn ngập niềm vui hạnh phúc, phim tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy sao thì để lại bình luận nhé. Bye bye.